Xin được hoan hỉ chào đón tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 6 âm lịch. Thưa quý vị, thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông, mọi điều như ý. Trong chương trình ngày hôm nay, Phong Thủy Gia Cát sẽ cùng chia sẻ tới quý vị và các bạn về vận trình công danh sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên của những gia chủ tuổi Tỵ trong tháng 6 âm lịch. Các chuyên gia tử vi cảnh báo trong tháng 6 âm lịch này thì những gia chủ tuổi Tỵ phải chịu nhiều ảnh hưởng bởi hung tinh Thái Tuế nên phải gánh vác trên vai rất nhiều những áp lực và nhất là vấn đề kinh tế. Thưa quý vị, họa vô đơn chí. Đây là một năm cực độc nếu như bản mệnh không nắm được vận trình Thái Tuế, cùng với đó là những cách hóa giải hung tinh thì những gia chủ tuổi Tỵ rất dễ trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi. Và ngoài ra thì rất có thể sẽ gặp đại nạn trong năm 2022 nhâm dần này. Tiểu nhân sẽ vây hãm và quấy phá liên tục, nhưng cũng đừng vì thế mà những gia chủ tuổi Tỵ phải quá lo lắng. Những khó khăn trở ngại đến với mình trong cuộc sống này thì chúng tôi tin rằng đó chỉ là những bài học giúp chúng ta mạnh mẽ hơn và hoàn thiện hơn mà thôi. Đằng sau, những sự đen tối đó bao giờ cũng là một cánh cửa đầy ánh sáng. Thưa quý vị, những gia chủ tuổi Tỵ trong tháng 6 này sẽ có những thành công đột phá, đứng đầu trong top những con giáp giàu có nhất trong năm 2022 nếu như mà chúng ta biết được vận trình tài lộc của mình trong tháng 6 âm lịch này và chúng ta cùng vượt qua nó. Vậy thì vận trình đó sẽ có diễn tiến như thế nào? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy theo dõi nội dung phân tích ngay sau đây. Đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Tỵ trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng 6 năm 2022 âm lịch, vận trình công việc của những người cầm tinh con rắn không được mấy suôn sẻ, công việc kinh doanh dễ thất bát, đổ bể, công việc làm ăn có sự thay đổi và trong tháng này các quý vị gia chủ tuổi Tỵ chưa nên mở rộng hợp tác, rất dễ bị thua lỗ và phá sản. Với những người tuổi Tỵ còn trẻ tuổi, bạn là người thích ăn chơi, trải nghiệm và tự tạo niềm vui cho cuộc sống thì tháng này khá ổn với bạn. Tháng này công việc của bạn không quá nặng nề, căng thẳng, tuy vậy cần chú ý hãy có trách nhiệm với công việc của mình. Đôi khi cần bỏ cái tôi của bản thân để lắng nghe ý kiến và sự chỉ bảo từ cấp trên, đồng nghiệp, tiếp thu những điều tốt để hoàn thiện bản thân. Bạn giỏi và luôn có những ý tưởng mới, tự tìm ra con đường mới cho mình, nhưng nhược điểm duy nhất của bạn là lười và bảo thủ. Tháng 6 âm lịch, hãy biến những khuyết điểm thành ưu thế, bạn sẽ thu được những thành quả bất ngờ trong công việc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Tỵ để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi năm Nhâm Dần cho thấy tháng 6, tài lộc với những người tuổi Tỵ không được tốt, tiền bạc gặp nhiều khó khăn bất lợi, không có tiền dư giả, chỉ đủ chi tiêu trong công việc. Về kinh doanh gặp nhiều bất lợi, bấp bênh, sóng gió, tiền làm ăn không thu hồi được vốn. Ngoài ra tử vi cũng dự báo rằng tháng này những người tuổi Tỵ sẽ gặp phải thị phi do tiền bạc đem đến, nên trong công việc nếu có thua lỗ hay cần vốn tuyệt đối không được vay mượn người thân bạn bè, bởi vì chỉ một chút sơ suất có thể mất cả tiền lẫn tình. Vậy nên quý vị gia chủ tuổi Tỵ nên cân nhắc trước khi đưa ra quyết định làm ăn trong tháng để tránh gặp những điều không may mắn dẫn đến hậu quả khó lường. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tuổi Tỵ năm 2022 cho thấy vào tháng 6 âm lịch, sức khỏe của các gia chủ không được tốt, sức khỏe bị suy giảm do suy nghĩ nhiều và từ căng thẳng nghề nghiệp, đặc biệt là các chuyên gia và người làm trong ngành tài chính, bởi họ có thể phải đối mặt với một số thất bại trong công việc.
Bên cạnh đó, gia chủ cũng cần chú ý các bệnh liên quan đến xương khớp. Vận mệnh của những người tuổi Tỵ trong năm nay cần tìm người bầu bạn và tránh ở một mình và có những suy nghĩ tiêu cực khiến cho sức khỏe ngày càng suy yếu thêm và nên đảm bảo ăn uống đầy đủ để có được một sức khỏe thể chất và tinh thần thoải mái nhất. Với những người đã có bệnh sẵn nên thường xuyên thăm khám bác sĩ, kẻo để lâu dẫn đến biến chứng khó điều trị. Đi ra ngoài đường cũng cần phải chú ý tai nạn xe cộ. Các quý vị gia chủ tuổi Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây sẽ là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo chuyên gia phong thủy thì phương diện tình duyên của những người tuổi Tỵ trong tháng này không được tốt, dễ gặp nhiều phiền muộn do tình cảm gây ra. Không những vậy, chuyện tình cảm đôi khi còn gây ảnh hưởng đến công việc làm ăn. Đối với tuổi Tỵ đã có gia đình thì vợ chồng bất hòa lục đục, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã khiến cho hòa khí trong gia đình bất ổn. Hãy đứng vào vị trí của nhau để nhìn nhận và thấu hiểu. Nếu cứ giữ cái tôi và quan điểm cá nhân thì tuổi Tỵ sẽ ngày càng đẩy người thân yêu của mình ra xa hơn. Những người tuổi Tỵ độc thân tháng này cũng khó kiếm được người tâm đầu ý hợp, tình cảm vừa chớm nở thì đã sớm lụi tàn, vậy nên khó có thể thành công. Cẩn trọng sẽ có người thứ ba xen kẽ vào phá đám tình cảm của hai bạn. Về gia đạo tháng này đưa tới chuyện buồn, dễ có tang sự của người trong dòng tộc. Tử vi của từng tuổi Tỵ trong tháng 6 âm lịch năm 2022, tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953. Xem tử vi tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần, người tuổi này gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, không phải thường xuyên lo nghĩ nên ít gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Cốt là bản mệnh giữ được tinh thần lạc quan vui vẻ thì mọi chuyện dù khó khăn cũng sẽ tìm được hướng giải quyết thích hợp. Trong tháng này gia chủ sống trong tình yêu thương của con cháu trong nhà, ra ngoài xã hội được nhiều người kính trọng, quý mến, không phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên bản mệnh cần chú ý nhiều về tính tình của mình, các mệnh chủ cần bình tĩnh tìm hiểu kỹ càng chi tiết vấn đề mình gặp phải rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo sẽ ám ảnh và gây ảnh hưởng lớn tới công việc mình đang tiến hành triển khai. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Trong tháng này, những người tuổi Ất Tỵ sẽ cần phải cẩn trọng đường công danh sự nghiệp, nhất là các gia chủ đang theo con đường quan vận, càng cần chú trọng hơn. Cần để ý các mối quan hệ xung quanh, tránh xung đột mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận. Gia chủ Ất Tỵ cần chú ý tuổi này của bạn, tiền tài hay danh vọng không còn là mối quan tâm hàng đầu, hãy dành thời gian cho sức khỏe và gia đình. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Đối với các quý vị gia chủ tuổi Đinh Tỵ trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh. Nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Cuối tháng sẽ là khoảng thời gian khá bận rộn với bản mệnh. Có người cần phải thường xuyên ra ngoài tiếp khách hoặc công tác. Vì vậy, nếu muốn phát triển bền vững thì bên cạnh việc chăm chỉ cố gắng, bạn cũng cần chú ý nhiều đến sức khỏe của mình. Tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Trong tháng 6 âm lịch, vận thế của những người tuổi Kỷ Tỵ bình ổn. Bạn sẽ đón khá nhiều cơ hội và thách thức trong tháng đầu năm mới. Cơ hội phát triển tăng lên, đi kèm là thách thức và áp lực. Đòi hỏi tâm lý phải thật vững vàng thì mới có thể đối phó với mọi biến động có thể xảy đến, từ đó gặt hái được thành công như mong đợi. Tuy nhiên, tính tình kiêu ngạo, thích thể hiện sẽ gây ra những tác động không tốt đến sự nghiệp của con giáp này. Vì thế, để tránh những mâu thuẫn không mong muốn, bản mệnh cần thay đổi những tật xấu của mình, học cách lắng nghe ý kiến của người khác, tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên. Làm việc gì cũng nên giữ tinh thần dĩ hòa vi quý, không nên có những quyết định bốc đồng, ngang ngược. Những người còn độc thân có thể được đón nhận nhiều tin mừng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cần biết giữ mình, nên quan sát và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, giữ khoảng cách phù hợp với mọi người, tránh đào hoa xấu. Tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Vận thế của những người tuổi Tân Tỵ có những bước phát triển tích cực trong tháng 6 năm 2022, đặc biệt là trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu. Những người còn đang đi học có thể giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ nếu giữ tinh thần học tập nghiêm túc, không lười biếng ỉ lại và có hiểu biết sâu sắc về những tri thức liên quan. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên đọc thêm nhiều sách vở tham khảo giúp tăng cường vốn hiểu biết về chuyện tình cảm. Tháng này bản mệnh chịu nhiều áp lực trong công việc nên dễ đem những cảm xúc tiêu cực trút lên người bạn của mình. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần.
Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Tháng Mùi, lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và hợi thành Mộc Cục, xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất và tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Tỵ trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 6 năm 2022, tức ngày 9 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 6 năm 2022, tức ngày 21 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức lưu ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Tỵ trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 8 tháng 6 năm 2022, tức ngày 6 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 6 năm 2022, tức ngày 18 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người tuổi Tỵ trong tháng 6 âm lịch, và chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì trong tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để chúng ta có thể thay đổi vận trình của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.